Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với bản tin dự báo giá vàng tuần tới từ ngày 31 tháng 7 đến ngày 6 tháng 8 năm 2023. Mình phát cảm ơn các bạn rất nhiều và chúc các bạn cùng gia đình ngày nghỉ cuối tuần sức khỏe, hạnh phúc và tràn ngập niềm vui. Thưa các bạn, thị trường vàng vừa kết thúc tuần giao dịch trong biên độ tương đối rộng khi áp lực tăng lãi suất từ Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed đã khiến cho giá vàng đi ngược với các đợt tăng lãi suất trước đó. Thị trường vàng muốn cung cấp một số thông tin rõ ràng về lập trường chính sách tiền tệ cởi mở của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed với các dữ liệu kinh tế đáng thất vọng hỗ trợ cho giá cao hơn. Tuy nhiên, đà tăng giá của vàng đã thất bại trong phiên ngày hôm thứ Năm sau khi số liệu kinh tế của Mỹ tốt hơn dự báo. Tính chung cả tuần vừa qua, giá vàng thế giới ghi nhận mức giảm 2 đô la Mỹ một ounce với tỷ lệ 0,1%. Tuần trước, giới phân tích đều cho rằng tuần này giá vàng sẽ giảm. Như vậy, tuần này nhận định của họ đưa ra rất chính xác. Còn là tại thị trường trong nước, nhà đầu tư tiếp tục chứng kiến một tuần giá biến động trong vùng hẹp và ổn định cố thủ ở trên mức 67 triệu đồng một lượng. Với giá vàng miếng ghi nhận mức tăng 150.000 đồng một lượng. Trong khi đó, giá vàng nhẫn bố số 9 cũng tương tự ghi nhận mức tăng nhẹ 150.000 đồng một lượng. Hiện, giá vàng thế giới đang thấp hơn 11.300.000 đồng một lượng so với giá vàng miếng và 1 triệu đồng một lượng so với giá vàng nhẫn bố số 9. Lượng vàng nắm giữ của SPDR, quỹ tín thác vàng lớn nhất toàn cầu hiện nay là 912,93 tấn. Trong tuần, quỹ ETF này giao dịch tất cả là 3 phiên với cả 3 phiên bán ra tổng cộng 6,07 tấn vàng. Trong 2 tuần gần đây, quỹ ETF này đã bán ròng hơn 8 tấn. Trên đây là một số thông tin về giá vàng trong tuần vừa qua. Sau đây là những diễn biến cũng như phân tích nhận định về giá vàng của các chuyên gia trong tuần tới. Mời các bạn hãy cùng theo dõi nha. Thưa các bạn, sau khi dậm chân tại chỗ trong phần lớn thời gian của tuần và chấp nhận đà tăng 25 điểm cơ bản của Fed, vàng đã bị bán tháo mạnh vào phiên ngày hôm thứ Năm sau dữ liệu tăng trưởng và việc làm tốt hơn mong đợi của Hoa Kỳ. Nhưng ngay cả khi kim loại quý tăng trở lại lên trên mức 1.960 đô la Mỹ một ounce vào phiên ngày hôm thứ Sáu, xóa một nửa số lỗ trong ngày hôm thứ Năm, các nhà phân tích vẫn khá đồng đều về hướng đi của vàng trong tuần tới, trong khi các nhà đầu tư bán lẻ có phần lạc quan hơn về triển vọng của nó. Khảo sát vàng hàng tuần mới nhất của hãng tin Kiko News cho thấy các nhà đầu tư bán lẻ kỳ vọng giá vàng sẽ tăng trong tuần kết thúc vào ngày 6 tháng 8. Trong khi đó, các nhà phân tích thị trường thận trọng hơn khi họ chờ đợi hướng đi dứt khoát từ các chỉ báo kinh tế và xu hướng kỹ thuật. Ông Colin Szynski, giám đốc chiến lược thị trường của CA Management nhận thấy kim loại quý màu vàng có xu hướng giảm trong thời gian tới, bất chấp hành động giá tích cực vào phiên ngày hôm thứ Sáu. Ông nói, vàng đang có xu hướng đi ngang và mặc dù chúng ta đang tăng trở lại vào phiên ngày hôm thứ Sáu, nhưng về tổng thể, nó dường như đang trong xu hướng giảm trong một phạm vi giao dịch đã được thiết lập. Tôi dự báo giá vàng sẽ giảm trong tuần tới. Mặt khác, ông Adrian Day, chủ tịch của Adrian Day Asset Management cho rằng, những tuyên bố gần đây của Fed và lạm phát vẫn còn dai dẳng là những yếu tố hỗ trợ tăng giá cho vàng. Chúng ta sắp kết thúc chu kỳ tăng lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed, trong khi tỷ lệ lạm phát có thể đảo ngược và tăng trở lại sau vài tháng do giá dầu cao hơn ảnh hưởng đến nền kinh tế, ảnh hưởng đến giao thông vận tải và hầu hết hàng hóa trong các cửa hàng. Tuần này, có 14 nhà phân tích trên phố Wall đã tham gia cuộc khảo sát vàng hàng tuần của hãng tin Kiko News. Trong một cuộc bỏ phiếu ngang nhau, cả hai vị trí tăng giá và trung lập đều thu được 5 phiếu bầu, tương đương với 36%. Đồng thời, 4 nhà phân tích tương ứng với 28% dự báo giá vàng sẽ giảm trong tuần tới. Trong khi đó, có 322 phiếu bầu đã được bỏ trong các cuộc thăm dò trực tuyến trên thị trường. Trong số này, có 158 người được hỏi, tương đương với 49% kỳ vọng giá vàng sẽ tăng trong tuần tới. 106 người khác tương ứng với 33% cho rằng giá vàng sẽ giảm. Trong khi 58 người còn lại tương đương với 18% cho rằng giá vàng sẽ đi ngang. Thưa các bạn, cuộc khảo sát mới nhất cho thấy
Các nhà đầu tư bán lẻ kỳ vọng giá vàng sẽ giao dịch ở quanh mức 1.984 đô la Mỹ một ounce vào cuối tuần tới. Báo cáo bảng lương phi nông nghiệp vào thứ Sáu tới thể hiện rủi ro sự kiện nổi bật nhất trong tuần tới đối với kim loại quý và các nhà phân tích sẽ xem xét chỉ số việc làm chính của Hoa Kỳ để tìm manh mối về động thái tiếp theo của Fed. Ông James Stanley, chiến lược gia thị trường cấp cao tại Forex cho biết: "Tôi nghĩ rằng chúng ta đang xem xét xu hướng không thay đổi với xu hướng giảm. Hàng hóa lâu bền và GDP quý 2 đều phá vỡ kỳ vọng của Hoa Kỳ và đây là một ngày sau khi Chủ tịch Fed ông Powell nói rằng họ phụ thuộc vào dữ liệu. Và trong khi lạm phát đang giảm, các chỉ báo hàng đầu vẫn khá mạnh. Do đó, sự phụ thuộc vào dữ liệu có thể đơn giản sẽ dẫn đến một đợt tăng giá khác vào tháng 9 và có thể là một tháng nữa sau đó, điều mà thị trường không hề mong muốn vào lúc này. Công việc của Fed rõ ràng vẫn chưa kết thúc. Trong tuần tới, tôi chỉ cần quan sát phe gấu phá vỡ bất kỳ nỗ lực nào ở đỉnh để tiếp tục đưa ra manh mối rằng chủ đề này có thể sẽ thành hiện thực. Phần lớn, các nhà phân tích kỹ thuật dường như cũng đã chỉ ra rằng giá vàng có xu hướng giảm vào tuần tới. Ông Gary Warner cho biết bức tranh kỹ thuật về vàng xấu đi đáng kể trong tuần này. Ông nói, có một thiệt hại lớn trên biểu đồ kỹ thuật sau khi vàng được giao dịch ở trên mức cao 1.980,7 đô la Mỹ và sau đó đã bị bán tháo nhanh chóng. Mốc 1.980 đô la chính xác là nơi cố định mức thoái lui tới 38,2%. Mặc dù nó đã mở cửa trên đường trung bình động 100 ngày, nhưng nó đã phá vỡ bên dưới cũng như đường trung bình động 50 ngày ngắn hạn để đóng cửa ở mức thấp chưa từng thấy đối với trong 13 ngày giao dịch gần nhất. Ông Gary Warner cho biết, sự kết hợp giữa các tuyên bố diều hâu của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed và việc vàng vượt qua các mức kỹ thuật quan trọng và cực kỳ quan trọng, có nghĩa là ông nhìn thấy những rủi ro giảm giá hơn nữa đối với kim loại quý trong những ngày tới. Mặc dù các nhà phân tích không mong đợi một sự đột phá lớn của vàng trong thời gian tới, nhưng một số người đã nói rằng xu hướng này sẽ tăng lên vì lập trường chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed dự kiến sẽ làm suy yếu nền kinh tế. Ông Kevin Grady, chủ tịch của Forex Futures and Options cho biết, ông hy vọng giá vàng sẽ kiểm tra mức cao nhất của phạm vi hiện tại để phản ứng với dữ liệu mềm hơn. Ông nói, mặc dù một xu hướng giảm giá chắc chắn có thể sẽ đẩy vàng lên cao hơn, nhưng ngay cả dấu hiệu suy yếu nhỏ nhất cũng sẽ hỗ trợ cho giá. Thị trường đang khao khát bất kỳ hình thức rõ ràng nào. Ngay bây giờ, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed sẽ duy trì xu hướng diều hâu của họ vì họ muốn thấy lạm phát giảm hơn nữa. Vì vậy, bất kỳ dữ liệu mềm nào thay đổi xu hướng đó sẽ tốt cho vàng. Mặc dù có nhiều báo cáo kinh tế mà các nhà đầu tư có thể quan tâm trong tuần tới, nhưng sự kiện chính sẽ diễn ra vào ngày hôm thứ Sáu với việc Bộ Lao động Hoa Kỳ công bố báo cáo bảng lương phi nông nghiệp tháng 7. Ông Lukman Otuluga, giám đốc phân tích thị trường tại FXTM cho biết, do lập trường phụ thuộc vào dữ liệu của Cục Dự trữ Liên bang, vàng sẽ đặc biệt nhạy cảm với số liệu việc làm. Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed cho biết, họ muốn thị trường lao động hạ nhiệt như một điều kiện để kiểm soát lạm phát. Trong báo cáo cuối cùng, Bộ Lao động cho biết, nền kinh tế đã tạo ra 209.000 việc làm trong tháng 6. Đây là lần đầu tiên dữ liệu việc làm không đạt kỳ vọng kể từ tháng 5 năm 2022. Ông Otuluga nói, mọi điểm dữ liệu của Hoa Kỳ trong tương lai sẽ đóng vai trò là một phần quan trọng quyết định liệu Fed có tăng lãi suất lần cuối vào năm 2023 hay không. Dựa trên việc thị trường chỉ định giá xác suất tăng lãi suất vào tháng 9 là 18%, thì điều này sẽ tăng lên chỉ 37% vào tháng 11. Những người đầu cơ giá vàng lên vẫn ở một vị thế thoải mái. Con đường ít kháng cự nhất đối với vàng hướng về phía Bắc với báo cáo việc làm đáng thất vọng vào tuần tới có khả năng mở ra con đường quay trở lại mức 1.985 đô la Mỹ. Một đột phá vững chắc trên điểm này có thể sẽ mở ra cánh cửa hướng tới mức tâm lý 2.000 đô la Mỹ một ounce. Một số nhà phân tích đã lưu ý rằng, cùng với việc được hưởng lợi từ sự thay đổi không thể tránh khỏi trong chính sách tiền tệ, điều sẽ làm suy yếu đồng đô la Mỹ. Dữ liệu kinh tế yếu hơn cũng sẽ làm dấy lên lo ngại về khả năng suy thoái,
hỗ trợ cho sức hấp dẫn trú ẩn an toàn của vàng. Ông Habakkuk, nhà môi giới hàng hóa cấp cao của Rio Fururi cho biết, ông không mong đợi dữ liệu kinh tế bị phá vỡ đáng kể nào vào tuần tới. Tuy nhiên, ông nói, các báo cáo sẽ bắt đầu làm nổi bật xu hướng chậm lại. Chúng tôi bắt đầu thấy lạm phát đang đi đúng hướng vì lãi suất đang bắt đầu tác động đến nền kinh tế. Khi bạn nhìn vào vàng, nó đang ở một vị trí tuyệt vời. Nó đang giữ trên 1.950 đô la Mỹ ngay cả khi Fed tăng lãi suất lên trên mức 5%. Ngay khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed cho biết họ đã thắt chặt xong, chúng ta sẽ thấy giá vàng tăng cao hơn nhiều. Sau đây là các dữ liệu cần theo dõi trong tuần tới. Phiên ngày hôm thứ Ba, chỉ số sản xuất PMI của Hoa Kỳ và báo cáo tuyển dụng việc làm. Phiên thứ Tư, việc làm phi nông nghiệp ADP của Hoa Kỳ. Thứ Năm, quyết định chính sách tiền tệ của Ngân hàng Trung ương Anh, tuyên bố thất nghiệp hàng tuần và chỉ số phi sản xuất PMI của Hoa Kỳ. Cuối cùng là phiên ngày hôm thứ Sáu, bảng lương phi nông nghiệp tháng 7 của Hoa Kỳ. Thưa các bạn, với 36% chuyên gia trên phố Wall và 49% số người được khảo sát cho rằng giá vàng sẽ tăng trong tuần tới. Số liệu khảo sát cho thấy tuần này, tỷ lệ nhận định giá vàng tăng của các chuyên gia trên phố Wall và các nhà đầu tư bán lẻ giảm khá mạnh so với tuần trước, sau dữ liệu tăng trưởng và việc làm tốt hơn mong đợi của Hoa Kỳ. Theo mình phát nhận thấy, trong ngắn hạn, vàng có khả năng sẽ suy yếu khi mà đồng đô la và lãi suất kho bạc của Mỹ hồi phục là những yếu tố gây áp lực lên giá vàng. Bên cạnh đó, với một phép nửa vời sẽ khiến cho đà tăng của vàng gặp nhiều khó khăn. Do đó, trong ngắn hạn, giá vàng sẽ khó tiếp cận được mốc 2.000 đô la Mỹ và phạm vi giá cần theo dõi trong tuần tới từ 1.930 cho đến 1.980 đô la Mỹ một ao. Đối với giá vàng trong nước, nhất là giá vàng nhẫn bố số 9, ảnh hưởng trực tiếp từ biến động của thị trường thế giới, nên giá vàng sẽ gặp áp lực và kiểm tra lại ngưỡng 56 triệu đồng một lượng. Riêng giá vàng miếng sẽ ổn định ở quanh vùng 67 triệu đồng một lượng. Các bạn nhớ hãy đón theo dõi nhé. Thưa các bạn, những nội dung vừa rồi cũng đã khép lại bản tin dự báo giá vàng tuần tới từ ngày 31 tháng 7 đến ngày 6 tháng 8 năm 2023 trên kênh của Minh Phát. Đến đây cũng xin được khép lại. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi video này nhé. Chúc các bạn cùng gia đình ngày nghỉ cuối tuần sức khỏe, hạnh phúc và tràn ngập niềm vui. Nếu như yêu kim loại quý, các bạn đừng quên nhấn giúp mình phát một like, bấm đăng ký kênh và nhấn chuông để cập nhật những video mới nhất nhé. Xin trân trọng cảm ơn. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong các bản tin tiếp theo.